Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe Nguyễn Thanh đọc tiếp chuyện Thủy Hử, một danh tác cổ điển của Trung Quốc. Được một lát thì việc siêu hóa đã xong, bọn đầy tớ mỗi người kéo đi một ngả. Hai cửu thúc mang hai mảnh xương về nhà, lấy giấy viết rõ ràng ngày tháng tên tuổi, những người đi tống táng, rồi bọc 10 lạng bạc kia vào một cái túi, đem khất trong buồng cẩn thận. Bên kia từ khi vợ Võ Đại đưa ma trở về, cũng bày đặt linh sàng cùng các đồ vàng mã để thờ chồng ở nhà dưới để che mắt thế gian, rồi ngày ngày cùng với Tây Môn Khánh trò chuyện vui đùa ở trên gác. Sớm tối tha hồ phỉ chí tự do, không còn ngại ai ngăn cấm nữa. Cách cảnh tượng hai người gian dâm vụng trộm ở nhà mụ Vương bà khi trước, nay bỗng biến thành đôi nhân duyên như đúc như sơn, khiến phố xá ai nấy cũng đều biết đến. Tây Môn Khánh vốn là một tay gian hoạt có tiếng sở này, bởi thế ai cũng đành bỏ mặc cho thỏa lòng sở dục. Nhưng niềm vui sướng chính đáng trên đời, xưa nay tạo hóa đã không đãi người được chọn, huống hồ là kẻ tàn bạo, đã mất hết thiên lý nhân tâm để cầu lấy sự khoái lạc bên ngoài, thì lẽ nào mà hưởng thụ được lâu? Bởi thế cho nên thấm thoát được mấy tháng trời, thì cái nông nỗi cực lạc sinh bi đã từ đâu bay đến. Võ Tòng từ khi vâng lệnh quan huyện áp tải các đồ châu báu và kinh, giao cho thân nhân của quan huyện cẩn thận, rồi một mình quay ra dạo chơi phong cảnh Đông Kinh trong mấy bữa, mới nhận được giấy tờ trở về Dương Cốc. Khi đi trời còn tàn đông nên lạnh lẽo, đến khi trở về đã bắt đầu sang tiết tháng 3, khí trời ấm áp, dễ chịu hơn nhiều. Duy trong lòng thì cứ hoảng hốt không yên, mà mong sao về ngay tới huyện để thăm anh một hôm võ tòng về tới huyện dương cốc quan huyện xem giấy má thấy công việc đã đến nơi đến chốn rất cẩn thận thì vui mừng trong giả liền thưởng cho một đĩnh bạc lớn và thiết cơm mười rượu rất là tử tế võ tòng nhận các đồ thưởng rồi vội vàng trở về phòng thay đổi khăn áo khóa cửa phòng lại đi ra phố tử thạch thăm anh bây giờ hai bên đường phố nhìn thấy võ tòng đã về thì ai nấy đều đến làm kinh sợ, biết là sắp sinh sự tới nơi rồi khi võ thằng về đến nhà võ đại vén bức rèm lên bước chân vào cửa chợt trông thấy phía trong có kê bàn thờ trên bài vị để mấy chữ linh vị vong phu võ đại lang thì giật mình kinh hoàng đứng dừng lại dụi mắt nhìn kỹ rồi lẩm bẩm một mình ôi chẳng lẽ ta hoa mắt rồi sao đoạn rồi lên chiếc gọi tẩu tẩu ơi võ nhị đã về đây khi đó Tề môn khánh đương cùng với kim liên đang hú hí nô đùa với nhau ở trên gác bỗng nghe tiếng võ nhị gọi tề môn khánh kinh sợ mất vía vội chạy ra lối cửa sau sang, sang nhà bà vương để trốn còn kim liên cũng hoảng hốt từ trên gác nói vọng xuống thúc thúc ngồi chơi đã tôi xuống ngay bây giờ đoạn vội vàng rửa hết phấn son tháo hết châm thoa chút bỏ các đồ trang sức rồi mặc quần áo tang vào giả và vờ khóc lóc từ trên bước xuống võ tòng thấy chị dâu bước xuống liền hỏi ngay ôi tẩu tẩu hãy đừng khóc cả ca tôi mất từ bao giờ Mất vì bệnh gì? Uống thuốc của ai vậy? Kim Liên vừa khóc vừa trả lời. Sau khi chú đi được 15 hôm, thì bỗng dưng ca ca bị bệnh đau ruột đến 8-9 ngày. Tôi đã đi xem bói, tìm thầy thuốc, phí tốn không biết bao nhiêu là tiền, nhưng cũng không thể nào cứu được. Quái lạ, xưa nay ca ca tôi không hề có chứng đau bụng như vậy. Sao mà ngày nay lại như thế? Bây giờ bà Vương ở bên cạnh, nghe tiếng võ tòng đã về, thì sợ vỡ lở chuyện ra thì nguy to đi cũng chạy sang liệu chiều che chở liền bảo võ tòng rằng đồ đầu không nên nghĩ như thế trời còn có lúc mưa lúc nắng nữa là huống chi là người có thể giữ được suốt đời không bị bệnh hay sao kim liên lại nói thêm vào mấy hôm nọ các công việc ở nhà đều nhờ ở tay bà này giúp cả nếu không có bà ấy thì quanh đây không ai giúp đỡ tôi cả vậy ca ca tôi bây giờ mai tháng ở đâu cả nhà có một mình tôi không thể nào tìm được đất mà mai táng. Sau để đến ba bốn ngày, rồi đành phải đem ra siêu hóa. Cả cả tôi mất đã mấy ngày hôm nay rồi. Hai hôm nữa là đoạn thất rồi. Mõ tổng nghe nói, ngần ngừ một lúc nghĩ ngợi, rồi quay trở về huyện. Mõ tổng về tới huyện, liền thay mặc quần áo trắng và thắt lưng đầy ra ngoài để tang anh. Rồi dắt một con dao thân dài, chuôi ngắn, lưới mỏng sống dài lấy mấy lạng bạc dắt lưng và gọi tên thổ binh đi theo để ra phố mua sắm các đồ lễ vật. Tối hôm ấy, võ tòng sai tên thổ binh mang cơm canh vàng hương đến bày ở trên bàn thờ võ đài. rồi thắp đèn hương quỷ xuống trước linh sàng cúi lạy khấn rằng. Chậm lạy ca ca, lúc sinh thời ca ca vẫn là người nhu nhược, sau ngày nay linh hồn cũng chẳng đi xa mấy. Vậy nếu có điều gì oan ức, thì xin ca ca báo mộng cho đệ, để đệ trả thù cho ca ca. Khấn xong thì khóc to, rất thảm thiết, khiến hàng xóm láng giềng ai cũng nghe thấy, cũng sụt sùi cảm động. Võ tòng lăn khóc hồi lâu rồi trở dậy, sai thổ binh dọn cơm canh xuống hai người cùng ăn, đoạn lấy hai cái chiếu, cho tên thổ binh một cái để trải bên cạnh cửa trong mà nằm. Còn võ tòng thì trải nằm ở dưới linh sàng võ đại. Bây giờ Kim Liên trông thấy võ tòng nằm đó thì cũng lên gác đi nghỉ mó tòng nằm vật mãi cho đến gần hết canh bà mà chưa sao ngủ được quay vào nom tên thổ binh thì đã ngủ gáy khò khò như chết chàng lên ngồi dậy ngẩng đầu lên nhìn linh sàng thì thấy ngọn đèn khi tỏ khi mở lắng tai nghe tiếng trống đã là ba canh ba khắc bèn thở dài lầm bầm một mình ca ca ta lúc sinh thời vốn là người nhu nhược thì khi chết rồi còn biết làm sao phân minh chàng vừa nói dứt lời thì bỗng nghe có một luồng gió lạnh từ giấy linh sảng bốc lên quanh quần ở trên, làm cho đèn hương đều mờ mịt tối tăm, mà giấy má trên vách đều bay phần phật. Võ Tổng mơ hồ, kinh hãi, đứng dựng tóc gáy, rồi định thần xem, thì thấy có người ở trong linh sảng đi ra nói rằng, Đệ ơi, ca ca chết thật, oan uồng quá. Võ Tổng nghe vậy, toan chạy đến để xem, thì bỗng dưng người không còn nữa, mà luồng gió lạnh cũng tan mất. Võ Tòng ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lại nhìn thấy thổ binh thì vẫn ngủ yên như trước. Nghĩ lại những điều vừa nhìn thấy thì tựa hổ như giấc chiêm bao, mặt té ra không phải. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Cái này tất là ca ca bị điều gì oan ức. Vừa rồi toàn báo mộng cho ta biết, xong lại bị thần khí của ta đánh bạt đi nên không thể nào hiện lên rõ rệt được. Võ Tòng nghĩ vậy thì trong lòng ái náy không yên, ngồi đợi mãi cho đến khi trời sáng khi ấy tên thổ binh trở dậy pha nước cho võ tổng, xúc miệng rửa mặt tử tế. Rồi Kim Liên cũng từ trên gác bước xuống hỏi rằng, Đêm qua chắc là thuốc thuốc phiền muộn lắm phải không? Tẩu tẩu nói thực cho tôi biết, ca ca tôi chết vì bệnh gì? Ôi sao thuốc thuốc quên nhanh thế? Hôm qua tôi đã nói là đau ruột mà. Vậy thì uống thuốc của ai? Vẫn còn đơn thuốc ở đây. Thế ai mua áo khoát? Cái đó nhờ vương bà mua hộ. Ai đem đi tống táng? Việc tống táng thì nhờ anh đoàn đầu Hà Cửu Thúc ở ngoài phố kia. Võ Tổng nghe rõ đầu đuôi đứng dậy nói. Bây giờ tôi đi vào hầu huyện đã. Nói xong cùng tuyên thổ binh ra ngoài đầu phố rồi hỏi rằng. Người có biết nhà Hà Cửu Thúc ở đâu không? Ôi dạo trước có đến mừng đô đầu. Ngài đã quên rồi sao? Nhà anh ta ở trong ngõ phố sư tử kia. Được, nếu vậy ngươi đưa ta đến đấy. Nói đoạn cùng đi đến trước cửa nhà Hà Cửu Thúc, rồi cho tên thổ binh về trước. Võ Tòng gõ cửa nhà Hà Cửu Thúc. Hà Cửu Thúc có nhà không? Hà Cửu Thúc mới ngủ dậy phảng phất nghe thấy tiếng Võ Tòng gọi, thì rụng rời chân tay, vội vàng lấy túi tiền và gói xương thu vào trong mình, rồi chạy ra đón. Đồ đầu về từ bao giờ vậy? Tôi mới về hôm qua. Có chút việc nên muốn tìm bác để nói chuyện. Bác đi với tôi một lát. Vâng, vâng, vâng. Tôi xin đi theo. Đồ đầu hãy vào nhà xơi nước đã. Thôi, để khi khác. Nói xong, liền dẫn Hà Cửu Thúc đến một tủ điếm kín đáo, rồi gọi nhà hàng dọn rượu lên. Hà Cửu Thúc thế vậy, cung kính nói. Ngài đi xa về, chúng tôi chưa được đến mừng. Lẽ đâu lại phiền như thế? Ồ, hạ phải thế, cứ ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ trong bụng Hà Cửu Thúc đã có tám chín phần đoán biết được ý của Võ Tổng. Xong cũng không dám nói xa khi nhà hàng đem rượu ra võ tòng ngồi yên lặng uống rượu mà không nói một câu nào cả hà cầu thúc lại càng kinh sợ toát mồ hôi mà không dám mở miệng võ tòng cứ lặng lặng uống rượu hồi lâu rồi mới vén áo lấy thanh dao nhọn ra để ở trên bàn làm cho tên nhà hàng trông thấy cũng kinh sợ không dám đến gần còn hà cầu thúc thì mặt sám lại như gà bị cắt điếc võ tòng vừa xám tay áo lên vừa vớ lấy thanh dao nhọn rồi trỏ vào hà cầu thúc nói rằng Tiểu tử đây tí người lỗ mãng, xong cũng biết là nợ có chủ oan quá đầu. bác không việc gì mà phải kinh sợ cả, cứ nói thực ra cho tôi biết rõ. căn do về việc ca ca tôi chết là không liên quan gì đến bác nữa. tôi nếu có lòng hại bác thì không phải là tay hảo hán. xong nếu có một câu gì sai dối thì con dao này của tôi không tha ai đâu. bây giờ không cần phải nói xa xôi gì cả, hãy cứ thuật lại cái tình trạng ca ca tôi lúc chết thế nào, xin cho tôi biết. Võ Tổng nói xong, khoanh hai tay chống ra hai bên sườn, rồi trợn ngược hai con mắt tròn xoe nhìn vào Hạ Cửu Thúc. Hạ Cửu Thúc móc trong bọc ra cái túi kia, đặt lên trên bàn rồi nói. Dám thừa đô đầu, mà cái túi này là tang chứng rõ rành rành đây. Võ Tổng chụp lấy cái túi mở ra xem, thì thấy có hai mảnh xương đen và một tĩnh bạc mười lạng. liền hỏi, sao cái này gọi là tang chứng được? Hạ Cửu Thúc liền đem đầu đôi câu chuyện Tây Môn Khánh mời đi uống rượu, cho đến lúc làm lễ siêu hóa cho võ đại như thế nào, nhất nhất kể lại cho võ tỏng nghe và nói rằng hai mảnh xương đen mềm đó đích thực là tăng chứng chết vì thuốc độc. Còn bằng giấy chép ngày tháng tên tuổi những người đi đưa đám, tức là tờ khẩu cung của tôi, xin đô đầu xét cho. Vậy thì gian phu là ai? Ồ, cái đó thì tôi không được biết đích xác. Xong trước đây nghe nói có một tên vận kha ở trên phố đã một phen cùng với đại lang chóc nã gian phu không được việc đó làm ầm ĩ cả phố lên ai ai cũng biết xin đồ đầu cứ hỏi vận kha là biết võ tòng nghe hà cửu thúc nói vậy liền nói nếu vậy xin phiền bác đi với tôi một chuyến nói xong lại dắt ra vào lưng bọc gói xương và tiền vào túi rồi tính trả tiền hàng cùng hà cửu thúc đi ra khi tới cửa nhà vận kha thấy Vận Kha cắp cái thúng vừa đi đông gạo về. Hà Cửu Thúc điện gọi. Vận Kha, có biết vị đô đầu này không? Vận Kha đứng dừng lại nhìn võ tòng hồi lâu rồi đáp. Có, tôi biết từ khi khen hổ về huyện hồi trước. Nhưng hai ông tìm tôi có việc gì? Tôi bây giờ có bố già ngoài 60 tuổi, không thể nào bỏ đấy mà đi hầu quyện với các ông được. Võ tổng nghe nói, khen rằng, Hò, chú em giỏi lắm, nói đoạn liền móc túi lấy ra năm lạng bạc, tiền đây em đem về nuôi lão phụ, rồi theo ta đến đằng này, ta muốn hỏi chuyện. Vận Kha mừng nghĩ bụng, được năm lạng bạc này cho bố, rồi đi với họ đến 4 năm tháng cũng không ngại gì. Tiền nhận lấy tiền đem về cho bố, rồi quay ra cùng đi với hai người. khi thấy một hàng cơm, võ tổng dặn nhà hàng làm cơm cho ba người ăn, rồi bảo vận Kha rằng. Em còn bé tuổi mà có lòng hiếu thuận như thế, thật là hiếm có. Lúc nãy ta đưa cho năm lạng bạc để em tiêu tạm. Rồi sau ta còn có việc nhờ đến em. Khi làm xong việc, ta sẽ đãi em 10 lạng bạc nữa làm vốn. Bây giờ em hãy nói rõ ràng cho ta biết đầu đuôi câu chuyện em cùng ca ca ta đi bắt gian như thế nào. Vận Kha nghe nói để làm hại lạ, liền nói rõ đầu đuôi khi tìm Tây Môn Khánh. Cùng mưu mẹo lúc thi hành kế bắt gian. Cho đến lúc Võ Đại bị đánh, rồi sau bị chết thế nào, cho Võ Tổng nghe một lượt. Võ Tổng hỏi, những lời nói này có đích xác không? Đích xác lắm, dẫu đến cửa quan tôi cũng nói như vậy thôi. Võ Tổng liền gọi nhà hàng đem cơm rượu lên, ba người cùng ăn, rồi trả tiền đi xa. Hà Cầu Thúc nói với Võ Tổng rằng, bây giờ xong việc rồi, tôi xin phép đô đầu để về nhà. Ồ, không được, không được, bác hãy đi với tôi, tôi cần có hai người làm chứng nói đoạn để dẫn hai người đến huyện kêu oan xin để báo thù cho anh quan huyện nghe nói liền chuyên lấy khẩu cung hai người rồi bàn với đám nhà lại để định kế thi hành nguyên đám quan nha ở đây rất thân với tây môn khánh khi nghe chuyện như vậy thì ai nấy cũng bàn định với nhau muốn gạt xếp im đi cho rảnh bây giờ quan huyện bảo võ tòng rằng võ tòng sao mà không biết pháp luật gì cả xưa nay thường nói gian dâm phải có đôi trộm cướp phải có tang giết người phải có thương tích nay anh ngươi đã chết rồi xác không còn nữa có hai đứa làm chứng mà cho ngay là việc giết người thì có lẽ không thể nào làm được người nên nghĩ kỹ xem có nên kiện hay không võ tòng bèn đem gói xương và mười lạng bạc ra chỉnh quan huyện đây là tăng chứng hẳn hoi đâu phải tôi nói bậy bạ xin quan lớn xét kỹ cho Chi huyện xem xong đáp, Nếu vậy ngươi hãy để đấy, để ta xét kỹ, rồi nếu có thể, thì ta sẽ bắt hỏi cho ngươi. Võ Tòng tạ ơn lui ra, rồi giữ Hà Cửu Thúc và Vận Kha ở trong nhà để đợi khi quan hỏi. Bên kia Tề Môn Khánh nghe biết chuyện này, liền đem tiền đút lót cho đám quan lại. Sáng hôm sau, Võ Tòng lại lên thúc giục quan huyện xin tra xét. Thì quan huyện đưa trả gói xương và 10 lạng bạc, rồi bảo Võ Tòng rằng, Việc này người chưa đến ngay người ta nói mà thưa kiện tên môn khánh vì không có một chút gì là phải lẽ cả. Thánh nhân đã dạy rằng những việc trước mắt chưa hẳn đã tin. Lời nói sau lưng lấy đâu làm chứng. Người không nên nóng lòng làm liều mà lỡ việc đó. Bây giờ tụi nha lại đứng ở hai bên cũng dở ngọn lưỡi không xương ra để tán với võ tòng rằng Đồ đầu ơi, những việc án mạng xưa nay phải có đủ năm thứ là xác người, dấu xương, chứng bệnh, đồ hành hung và trung tích thì mới có thể tra xét được. Này quan đã dậy thế rồi, thì hãy để thông thả xem sao đã. võ tổng nghe vậy, im lặng không nói gì cả. Bèn thu lấy gói xương và tiền giao cho Hà Cầu Thúc giữ. Rồi lại đem hai người trở về phòng. Trong bụng vừa buồn bực, vừa căm tức, liền phàn nàn một mình rằng. Ôi, thật đáng tiếc cho lộc nước lương dân, phí tổn kể hết bao nhiêu để cung phụng cho quan lại. Nhưng than ôi, đem tiền mà vứt xuống sông còn được thấy tâm thấy bóng. Chứ đem tiền mà cung phụng cho đám ấy thì thật là vô ích cho đời. Nay, việc đã rõ rành rành như vậy mà không thể nào xét đoán cho ta. Huống chi những việc khó hiểu thì bây giờ xử trí ra sao? thực là mất tiền mất của mà phó mạng biết bao xích tử lương dân cho đám mèo mù này còn bao giờ cai trị được yên những hạng người ấy ngoài hai chữ tiền của ra còn biết gì hơn nữa thôi anh hùng sự nghiệp mong ở tay mình oán trả ân đền tự mình uy phúc can gì mà phải cậy vào những kẻ vô thích sự này võ Tổng nghĩ vậy nên gọi một tên thổ binh bắt làm cơm cho hà cửu thúc và vận kha ăn rồi đem mấy tên thổ binh đi ra phố mua gà vịt thủ lợn cùng các thức rượu chè hoa quả và mua thêm mấy tờ giấy trắng cùng bút mực đem đến nhà võ đại bây giờ phan kim liên nghe nói việc võ tòng thưa kiện tây môn khánh đã bị quan trên xóa bỏ thì trong lòng lấy làm hạ hê không còn sợ điều gì nữa đường khi đắc ý một mình thì bỗng thấy võ tòng cùng mấy tên thổ binh mang các lễ vật đến nhà và nói rằng Ngày nay là tuần tứ cửu vong huynh. Đạo trước ở đây cũng có quý quả đến bà con hàng xóm láng giềng. Vậy tôi kiếm chút lễ mọn. Trước là cúng anh, sau nữa là vì tẩu tẩu mà tạ ơn hàng xóm láng giềng cho phải đạo. Kim liền nói, Ôi, việc gì mà phải tạ ơn họ? Đó là lễ phép phải thế, ta không nên phá bỏ. Nói đoạn sai thổ binh đem các lễ vật bày lên trên linh sàng thắp đèn hương khấn lễ hồi lâu rồi xa kia bàn ghế bày các hoa quả cùng rượu thịt ra lại xa hai tên thổ binh canh giữ cửa trước cửa sau cho cẩn thận rồi gọi kim liên đến bảo rằng bây giờ tàu tổ phải ở đây mà tiếp khách để tôi đi mời khách đến nói xong bắt đầu sang mời vương bà ở bên cạnh vách vương bà một mực chối từ không đi võ thỏng không nghe cố tình mời cho bằng được sao vương bà không chối được phải nhận thiếp mời theo võ tòng sang võ tòng lại bảo kim liên ngồi đối diện với bà vương vương bà khi đó cũng biết việc tây môn khánh là vô sự rồi nên cũng yên tâm ngồi đánh chén xem võ tòng xử trí ra sao võ tòng dàn xếp xong xuôi bèn quay ra đi mời anh chàng hàng bạc ở phía dưới phố là diêu văn khanh diêu văn khanh cáo từ không dám nhận võ tòng kéo đi và nói rằng Oh, bác sang chơi sẽ chén rượu nhạt, một lát rồi quay về, có việc gì mà phải ngại. Văn Khanh phải vâng lời theo đến, ngồi vào ghế dưới bà Vương. Võ Tòng lại đến mời mấy người ở bên kia phố, là anh Triệu Trọng Minh bán hàng mã và bác Hồ Tránh Khanh bán rượu. Nguyên là một tay thư lại xuất thân khi trước, hai người dẫu có chối từ, song vì Võ Tòng cầu cạnh lôi mời, thì anh nào cũng kinh khiếp hồn vía mà phải theo sang. Khi tới nơi võ tòng bởi Hồ Chính Khanh ngồi trên, Triệu Trọng Minh ngồi dưới, rồi lại đến nhà Trương Công ở bên cạnh Triệu Trọng Minh để mời. Bây giờ Trương Công đưa ngồi ở nhà, thấy võ tổng đến thì giật mình kinh sợ. Ôi, đồ đầu đến đây, chẳng hay có việc gì. Ồ, nhà tôi khi trước đến phiền lụy phố xá cũng nhiều, nay muốn mời ông đến sơi chén rượu nhạt. Ồ, chết nỗi, tôi không có lễ gì để đến cả sao đôi đầu còn cho ăn uống chưa vậy? Có gì đâu, có gì đâu, gọi là chút lòng thành, xin ông đi cho. Nói đoạn này kéo phăng trương công đến, ngồi dưới diêu văn khanh. Khi đó, cửa trước cửa sau đều cải then cẩn thận. Rồi võ tòng 14 người hàng phố cùng vương bà và chị dâu ngồi tử tế đâu đấy. Còn mình đi xách một cái ghế ngồi ở đầu bàn, rồi sai thổ binh rót rượu mời. Võ tòng cất chén nói. Xin các vị cao lân tha lỗi cho tôi là kẻ thô mãng mà chứng dám cho. Mọi người nghe nói để cung kính đáp rằng, Ồ, đô đầu mới đi xa về, chúng tôi chưa có gì để mừng cả. Nay lại còn đến cuối quả thế này, thực là không phải. Võ Tòng lại cất chén mời rằng, Thật là sơ sài không có gì cả, xin các ngài đừng có cười. Chúng vâng lời uống rượu, xong anh nào cũng gườm gườm không hiểu ra sao khi rượu được vài tuần hồ chính khanh đứng dậy cáo từ võ tòng gạt đi rằng ồ oh, không được không được đến đây giấu bận cũng xin ngồi một lát đã chính khanh nghe nói thì trong bụng thắc thỏm không yên không hiểu ra làm sao đã mời ăn uống còn đã như thế nên đành phải ngồi xuống võ tòng gọi thổ binh rót rượu mời khách uống khi mỗi người uống được độ bảy chén thì võ tòng lại quát thổ binh dọn bàn cho sạch sẽ để lát nữa uống tiếp. Đoạn võ tổng đứng lên lau bàn cho sạch sẽ. Mọi người thấy vậy toan đứng dậy cả. Võ tổng lại giơ tay giữ lại nói rằng Tôi đang sắp nói chuyện thì các bác hãy ngồi đó. Trong đám các bác có ai biết viết không? Diêu Văn Khanh trỏ vào Hồ Chính Khanh đáp Ông Hồ Chính Khanh đây viết giỏi lắm. Vậy xin ông ghi hộ cho. Nói đoạn sắn tay áo lên, thò vào trong áo rút con dao ra, rồi đưa bốn ngón tay ở bên phải lồng vào quai dao, còn ngón tay cái thì để khoanh chống bụng, chừng hai con mắt nhìn dữ dội nói. Xin các vị biết cho rằng, nợ có chủ, oán có đầu. Tôi chỉ cần các bác làm chứng cho mà thôi. Nói đoàn võ tòng đứng lên, nắm lấy đầu chị dâu, còn tay kia trò vào vương bà, bắt phải ngồi im. Đám hàng xóm thấy vậy, anh nào anh đấy, kinh hồn bạt vía, nơm nớp nhìn mà không dám nói gì cả. Võ Tòng lại nói, các vị cao lớn không việc gì mà phải sợ cả. Tôi là một tay thô mãng, chết cũng không sao. Xong có oán thì phải báo oán, có thù thì phải trả thù. Không can gì đến các bác cả. Chỉ phiền các bác làm chứng cho mà thôi. Nếu người nào đứng dậy mà chạy trước thì đừng có mà trách. Võ Tòng này xin đền mạng. Mọi người nghe nói đều ngây người ra, không còn ai dám cửa quậy. Bây giờ võ tòng nhìn vào vương bà quát lên rằng còn mụ già chó má kia nghe ta nói tính mạng ca ca ta toàn là do tay mày làm hại cả cứ đợi đấy rồi ta sẽ hỏi mày nói đoạn quay sang thét chị dâu đổ dâm phụ kia nghe ta nói mày đã mưu sát ca ca ta như thế nào muốn sống thì nói thực ra ta tha cho ôi thuốc thúc rõ là vô lý quá đại lang bị đau bụng rồi chết có liên quan gì đến thôi đâu Nói vừa dứt lời thì Võ Tòng đã đặt con dao lên bàn, giơ chân nắm lấy tóc kim liền, co chân đạp cái bàn văng ra, rồi đẩy nằm lăn xuống trước mặt Linh Sàng. Đoạn giơ chân đạp nằm xuống, tay phải cầm dao trỏ vào vương bà bảo rằng, Còn xọn già kia, muốn sống thì nói thực ra. Vương bà thấy không còn lối thoát nào khác, liền nói rằng, Xin đồ đầu bớt giận, để tôi nói thực mọi điều. Võ Tòng gọi thổ binh đem giấy mực nghiên bút để lên bàn rồi cầm dao trỏ vào Hồ Chính Khanh bảo rằng, phiền bác cứ nghe câu gì thì biên vào đó cho tôi. Hồ Chính Khanh chống ngược đập thình thịch đáp, vâng, 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 tôi xin viết ạ. Nói đoạn giơ tay lên mải mực, rồi cầm bút, vuốt giấy cẩn thận, rồi bảo vương bà, nào, bà lão nói thật đi. Bây giờ vương bà lại dở giọng nói, không việc gì đến tôi cả, bảo tôi nói cái gì nào. Mõ Tổng quát lên, còn cáo già kia. Mọi việc ta đã biết rõ cả rồi Còn toan chối hả Nếu không thì ta hãy xả con dâm phụ này ra Rồi sẽ giết mày sau Nói xong này dơ dao lên trước mặt chị dâu Hùa đi hùa lại Kim Liên vội kêu lên Ôi thúc thúc tha cho tôi Tôi xin nói Mó tòng lại sách giày Đặt chiếc linh sàng quát lên Dâm phụ nói mau Kim Liên lúc đó kinh khiếp Bạt cả hồn vía phải đem sự thực từ khi đánh rơi cái nạng vào đầu Tây Môn Khánh cho đến khi mụ vương bà mời sang khâu áo, nhất nhất kể lại cho Võ Tòng nghe. Võ Tòng bảo Hồ Chính Khanh rằng, nói câu gì thì bác cứ viết vào đấy cho tôi. Vương bà thấy Phan Kim Liên đã thú thực cả rồi, thì cũng không thể nào chối được. liền phải theo lời mà cung nhận hết cả. Võ Tòng lại bảo Hồ Chính Khanh viết giấy cẩn thận, bắt hai người điểm chỉ viết tên ở dưới, rồi bốn người hàng xóm ký tên. Đoạn lấy cái đai nịt của tên thổ binh, chói vương bà lại, cuộn tờ giấy khẩu cung đút vào trong tụi áo, rồi gọi tên thổ binh rót rượu, bưng lên cúng ở trước mặt linh sàng. Bây giờ bắt cả hai mụ đàn bà quỳ xuống trước linh sàng, rồi võ tổng gạt lệ khấn rằng. Linh hồn ca ca, chắc còn phảng phất ở đâu đây? Ngày hôm nay, tiểu đệ xin báo thù rửa hận, xin ca ca chứng giám cho. Khấn xong, bên gọi thổ binh, đem giấy tiền ra. Khi đó, con dâm phụ kia thấy sự thể nguy bách đến nơi, đã toàn kêu lên bất đồ bị võ tòng nắm tóc rằng xuống hai chân dẫm lên hai vai rồi quẩy phăng áo bụng ra đưa mũi dao nhọn rạch một cái thực mạnh phanh hẳn ruột ra đoạn rồi ngậm lấy con dao hai tay móc vào lấy bộ ruột ra để trước bàn thờ lại cúi xuống cắt đầu con dâm phụ máu me chảy đầm đìa lai láng ra cả nhà ai nấy trông thấy cũng mặt tái xanh chỉ bưng mặt nhìn mà không dám khuyên can gì cả Võ Tòng lại sai thổ bình lên gác, lấy một cái chăn xuống, bọc đầu kim liên kia vào. Lau dao sạch sẽ, đút vào trong bao, rửa sạch hai tay rồi quay ra bảo với mọi người rằng Tôi làm thế này thật phiền đến các vị cao lân, xin các bác thứ lỗi cho. Mời các bác lên gác ngồi chơi một lát, rồi tôi sẽ trở lại ngay. Đám hàng xóm len lén nhìn nhau, không hiểu ý tứ ra sao cả. Đành phải theo lời kéo nhau lên gác. Võ Tòng lại sai thổ binh kéo cổ vương bà lên gác, rồi đóng chặt cửa gác lại, bắt thổ binh canh giữ ở dưới. Bây giờ võ Tòng xách cái đầu dâm phụ đi ra, thẳng đến hiệu thuốc nhà Tây Môn Khánh, rồi hỏi tên chủ hiệu rằng: Đại quan nhân có nhà không? Bẩm vừa mới đi rồi, à? bác làm ơn ra đây một lát để tôi hỏi chuyện này. Chủ hiệu vốn biết võ Tòng xưa này, nên không dám trái lời, bèn theo võ Tòng ra phố. Mõ tòng dẫn vào mấy cái ngõ vắng Làm bộ dở mặt hỏi anh kia rằng Này, anh muốn sống hay muốn chết? Chủ hiệu du lên bẩn bật đáp Ồ, bẩm thôi đầu chúng tôi có dám xâm phạm việc gì đâu ạ? À? Ừ, nhưng mà anh muốn chết thì thôi Bằng không muốn sống thì phải nói rõ cho ta biết Thế một khánh bây giờ ở đâu? Bẩm ngài vừa rồi ông ta đi với một người bạn Đến uống rượu ở đại tiểu lâu bên cầu sư tử Mó Tổng nghe vừa dứt lời thì quay mắt đi làm cho tên chủ hiệu thuốc đứng ngẩn to te, hồi lâu mới trở về được hiệu thuốc võ tòng chạy vội đến tửu lâu bên cầu sư tử rồi hỏi tù bảo rằng tây môn khánh đại nhân đang uống rượu với ai ở đó ồ oh, uống rượu với một tay tài, tài chủ ở phòng gác phía cạnh đường cái võ tòng lặng lặng đi lên gác đến gần phòng nhìn qua song cửa thấy tây môn khánh đương ngồi chủ vị một người nữa ngồi khách vị và hai đứa con hát ngồi ở hai bên Chàng liền mở bọc chăn ra, tay sách đầu dâm phụ máu chảy tòng tòng. Tay phải rút thanh đao ra, rồi vén rèm nhảy vào, đem đầu dâm phụ né vào mặt Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ngẩn người nhìn thấy võ tòng đến, thì giật mình kinh sợ, kêu lên một tiếng, chân đạp lên cửa sổ toàn tìm đường tháo thân. Rẻ đầu bên ngoài cửa sổ là đường phố, liền co cẳng lại không dám nhảy, trong bụng hoảng hốt không biết làm thế nào đừng khi bối rối kinh sợ thì võ tòng đã vỗ tay nhảy lên bàn làm cho bát đĩa ở trên bàn đổ nhào cả xuống hai đứa còn hát trông thấy kinh sợ mất vía không đứa nào chạy được nữa anh tài chủ kia cũng rụng rời chân tay ngã lăn ra tây môn khánh thì võ tòng hung tợn như vậy thì vội vàng giơ tay trỏ vờ một cái rồi co chân phải đá luôn võ tòng né mình tránh ra một bên, không ngờ bị tây môn khánh đáng ngay vào tay phải làm cho con dao bắn qua cửa sổ rơi xuống đường phố. Tề Môn Khánh thấy võ tổng rơi mất sao thì cũng yên tâm không sợ nữa, liền giơ tay phải lên vờ đánh, rồi tay trái nhằm vào giữa mỏ ác võ tổng mà đấm. Võ tổng né mình tránh thoát, rồi thừa thế xông vào ngay bên cạnh sườn Tề Môn Khánh, tay trái vòng ra ôm lấy cả đầu và vai, còn tay phải thì nắm chặt lấy chân trái của Tề Môn Khánh mà quát lên: "Xuống!" Tề Mông Khánh lúc đó một là bị oan hồn ám ảnh, hai là bị lương tâm cắn rứt, ba là tuy hơi sức có khỏe nhưng không thể nào địch nổi với võ tòng. Nên vừa bị võ tòng gạt một cái thì đầu nặng chân nhẹ ngã văng xuống đường phố, nằm đừ ra không đông đậy được nữa. Hai bên phố xá thế vậy ai đấy đều kinh sợ. Võ tòng cúi xuống chân ghế, nhặt lấy đầu đứa dâm phụ rồi nhún mình nhảy qua cửa sổ xuống đường phố nhận thấy con dao cầm trong tay. Bây giờ Tây Môn Khánh nằm chết liệm trên mặt đất. Hai con mắt chỉ lừa đừ mà không sao cựa được. Bó tòng liền cầm dao xông đến, cắt phăng lấy cái đầu Tây Môn Khánh, rồi túm hai cái đầu làm một, sách về phố sư tử. Bó tòng về tới nhà, bày hai cái đầu lên linh sàng để cúng, rồi gạt lệ khóc khấn rằng. Ngày nay, để đã giết hai đứa gian phu dâm phụ để báo thù cho ga ca vậy linh hồn ca ca có thiêng thì về trốn thiên đường mà nương tựa còn đây em xin siêu hóa cả đi võ tòng khấn xong liền bảo thổ binh mở cửa gác liền gọi những người hàng xóm xuống rồi một tay lại xách hai cái đầu lâu và một tay cầm con dao nói với mọi người rằng tôi có một điều này cần phải nói với các vị cao lân xin các vị hãy ở đây bây giờ không thể đi đâu được cả Mấy người hàng xóm đều kinh sợ, chắp tay đạp. Có việc gì thì xin đô đầu cứ chỉ giáo cho. Chúng tôi đâu dám trái lời. Bây giờ Võ tổng nói với bốn người hàng xóm rằng, Tôi đây vì việc báo thù mà phải giết người phạm tội. Nhân việc này dẫu chết cũng cam. Duy từ đây trở đi, tính mệnh của tôi, phỏng còn sống hay là chết cũng chưa biết được. Vậy nhân đây tôi muốn siêu hóa đồ thừa tự ca ca tôi. Còn các vật liệu ở trong nhà thì xin nhờ các bác đem bán giúp cho để lấy tiền theo đòi việc kiện. Bây giờ tôi sẽ vào huyện để thú tội, sau đó tội tình thế nào đã có quan huyện xét. Duy các bác thì cứ lấy sự thực mà nói giúp cho tôi. Nói đoạn để đem các đồ thờ tự, bài cúng, vàng mã siêu hóa hết cả, rồi lên gác lấy hai cái hòm xuống mở ra, đưa các đồ vật cho bốn người hàng xóm thu nhận để bán giúp. Đoàn sách hai cái đầu người và lôi cổ vương bà mà dẫn bốn người hàng xóm đi vào trong huyện. Hôm đó cả huyện Dương Khốc được kéo nhau đi xem rất đông. Bó tòng đến công đường bắt vương bà quỳ xuống ở trước thềm, rồi đặt hai cái đầu gian phu dâm phụ, cùng đặt con dao mà quỳ xuống thềm bên tà. Còn bốn người hàng xóm thì quỳ ở bên hữu. Bó tòng lấy tờ giấy của Hồ Chính Khanh viết lúc trước đem ra trình, rồi kêu rõ đầu đuôi cho quan huyện nghe quan huyện vô cùng kinh ngạc rồi sai nha lại lấy khẩu cung vương bà và lấy chứng cớ những người hàng xóm rồi sai bắt hà cửu thúc và vận kha lên để lấy giấy chứng cứ cho rõ ràng hơn đoạn rồi áp giải mấy người đó cùng ra phố tử thạch khám nghiệm xác của dâm phụ và đến trước nhà tửu lâu ở dưới cầu sư tử khám nghiệm xác dâm phụ rồi đem về lập án tri huyện sai lấy gông gông võ tòng và vương bà lại giam cả xuống ngục còn những người hàng xóm thì tạm giữ ở ngoài phòng để chờ cha hỏi chi huyện vốn có lòng biệt đãi võ tòng là người nghĩa khí lại nhớ đến công việc khi xưa mang các châu báu về kinh thì định tâm muốn tìm kế chu toàn giúp cho bèn gọi đám nha lại đến bảo rằng võ tòng là người nghĩa trực xưa nay ai ai cũng biết duy việc hắn tùy tiện giết người thì không thể nào tha ngay được Bây giờ ta nên đem các lời cung của hàng xóm láng giềng mà chữa đổi đi. Chúng vâng lời chữa các khẩu cung như sau. Võ Tòng về lễ anh, người chị dâu đánh ác, không cho lễ. Đến nỗi đôi bên rằng co nhau, rồi chị dâu đạp đổ cả giường thờ, giường tự. Vì thế, Võ Tòng đến cướp lấy bài vị của anh, mà lỡ tay đánh chết. Về sau Tây Môn Khánh, vốn là đứa thông dâm cùng mụ đàn bà kia, chạy vào đánh hôi rồi rằng co với Võ Tòng, khi đến cầu sư tử thì bị Võ Tòng đánh chết. Khi chữa xong đem đọc lại cho Võ Tòng nghe, rồi thảo công văn để giải phạm nhân lên phủ Đông Bình. Bây giờ có mấy nhà nghĩa khí ở huyện Dương Cốc nghe tin liền đem tiền nong đến biếu tặng cho Võ Tòng. Võ Tòng liền xin phép quan về phòng để thu nhận các đồ hành lý và đưa 15 lạng bạc cho bố vận kha rồi thu xếp để đi. Các thủ binh theo hầu võ tòng khi trước đều đem rượu thịt đến thiết đãi luôn cành. Sau đó quan huyện phái người đem gói tiền gói xương cùng mấy người phạm án giả lên phủ Đông Bình. Quan phủ Đông Bình là Trần Văn Chiêu, vốn là người thông minh lanh lợi. Nghe biết chuyện võ tòng đã lâu, nay thấy huyện Dương Cốc giải đến để đem các giấy má ra xem, gọi những người kia vào tra hỏi một lượt cho đem các đồ hành hung, tang vật thu vào trong kho. Rồi sẽ đóng gông rất nặng cho mụ vương bà, giam vào ngục tử tù. Còn Võ Tòng thì đóng gông nhẹ, giam vào nhà giam thường. Đoàn giao cho huyện lại, ra nhận hoa Cửu Thúc, Vận Kha, cùng bốn người hàng xóm về huyện Dương Cốc. Còn vợ con Tây Môn Khánh thì giữ lại ở phủ để đợi chờ giấy bộ tư ra, rồi sẽ kết đoán. Các lính tráng ở phủ Đông Bình thấy Võ Tòng là một người hào hiệp nghĩa khí, mà quan phủ cũng có lòng thương, nên chúng cũng vì nệ không những không dám hạch sách tiền lòng, mà thường khoản đãi rất tử tế. Quan phủ Đông Bình đem các giấy má chữa đổi ra nhẹ tội cho võ tòng, rồi tự mình đem lên trình quan tỉnh và cắt một người tâm phúc đem mật thư vào kinh sư để lo cứu cho võ tòng. Bây giờ các quan hình bộ cũng nhiều người thân mật với Trần Văn Chiêu, nên khi nhận được giấy thì lập tức tư cho các quan tỉnh viện kết án nhẹ đi. Trong án đại khai nói, cứ như mụ vương bà cố ý manh mối gian dâm, số dục đàn bà đánh thuốc độc cho chồng chết, lại khiến dâm phụ cấm không cho võ tòng vào lễ thân huynh, để đến nỗi sát thương nhân mạng. Tội ác nham hiểm làm cho bại hoại luân thường, tội ấy phải khép vào án lăng trì mới đáng. Võ Tòng tuy vì việc báo thù giết chết gian phu là Tề Môn Khánh, xong tự mình thú tội, thì giảm nhẹ tội nguyên. Bắt đánh 40 trường, đầy ra ngoài 2.000 dặm hai đứa gian phu dâm phụ đã chết không bàn, còn những người can phạm đều tha về hết thảy. Quan phủ Đông Bình tiếp được văn án, liền sức giấy cho Hà Cửu Thúc, Vận Kha và bốn người hàng xóm cùng vợ con Tây Môn Khánh đến để nghe án. Khi đã thể tụ đủ rồi, quan phủ sai tuyên án cho mọi người nghe, rồi cho về an cư lạc nghiệp. Đoàn bắt vương bà ra chợ Đông Bình để hành tội, còn võ tòng đánh 40 trường thích chữ vào mặt đem đầy sang đất Mạnh Châu. Bây giờ Diêu Văn Khanh là người hàng xóm khi trước mới đem tiền bán các đồ đạc ở trong nhà ra cho Võ Tòng. Võ Tòng ra trước chợ Đông Bình xem hành hình vương bà rồi trở về thu thập hành lý theo hai tên công sai sang đất Mạnh Châu. Hai tên công sai vốn biết Võ Tòng là tay hảo hán nên trong khi giải đi cũng hết lòng tử tế, không dám chút khinh nhờn. Võ Tòng thấy vậy cũng được thư lòng đôi chút lại nhân trong túi có sẵn tiền nên mỗi khi qua hàng qua điếm lại chè chén cho hai người cùng hưởng từ khi võ tòng giết người ở huyện dương cốc bấy giờ đương dạo tháng 3 sau khi theo đòi việc kiện bị giam giữ trong hai tháng trời tới nay đẩy đi sang đất mạnh châu thấm thoát đã tới giữa trung tuần tháng 6 hồi đó trời đương nóng bức chẳng khác gì lò lửa nung nấu võ tòng cùng hai tên công sai đi được chừng hai mươi ngày một hôm tới quãng núi kia, ba người cùng ngồi để nghỉ ngơi một lúc, rồi đứng dậy đi xuống dưới núi, định tìm một hàng rượu để uống. Khi đi qua núi chợt trông thấy đằng xa có một mái nhà lá ở khe núi thấp thoáng ngọn cờ bán rượu. võ tòng lên trò và hai tên công sai rằng Có hàng rượu ở dưới trước mặt kia, chúng ta mong thấy đó. Nó. Nói xong cùng kéo nhau đi được mấy bước thì gặp một anh tiểu phu gánh củi đi khoe. Võ Tòng đứng dừng lại hỏi. Ở đây là xứ nào nhờ bác chỉ bảo cho? Tiểu phu đáp. Con đường lên núi này gọi là đường Mạnh Châu. Cách trước mặt núi có khu rừng cây kia gọi là thập tự pha. Võ Tòng cảm ơn rồi cùng nhau kéo thẳng đến thập tự pha. Khi gần tới nơi thấy cây cối um tùm, trong đó có một cây rất lớn, ước chừng bốn năm người ôm không xuể. Bên trên toàn là dây dở leo cuốn kín mít như rừng. Khi qua gốc cây thấy một hàng rượu. Trong có một người đàn bà ngồi, mặc áo lót bằng sa lục, trên đầu cài cảnh thoa vàng óng ánh, hai bên mái tóc dắt hai bông hoa. Người đàn bà ấy thấy võ tổng cùng hai thiên công sai vừa đến cửa, thì vội vàng đứng dậy, mình mặc cái quần lụa màu hồng phơn phớt, mặt bôi đầy những phấn hồng, bỏ chế áo trước ngực lộ màu da hồng, chạy ra cửa nói rằng, Trong hàng có rượu ngon, thịt béo, bánh bao tốt, xin mời các ngài nghỉ chân sơi rượu ba người nghe nói bảo nhau vào ghế ngồi dựa côn trượng vào một bên cởi khăn gói hành lý để lên trên bàn rồi cởi cả nai nịt ra cho mát hai thì công sai bảo với võ tòng rằng ở đây không có ai biết đến chúng tôi xin tháo gông ra cho đôi đầu đánh chén cho tiện nói đoạn liền tháo gông ra cho võ tòng để cả lên trên bàn đoạn cùng cởi áo xem ngoài mắt lên chân gióng cửa sổ Bây giờ mụ nhà hàng miệng tươi cười chúm chím bảo rằng khách quan xây bao nhiêu rượu nào võ tòng đáp không còn hỏi nhiều cứ mang rượu ra đây thái ba cân thịt bò một thể rồi tôi sẽ tính tiền thưa ngài có dùng bánh bao không ạ ờ thế thì mang mấy chục cái ra đây mụ hàng nghe nói vừa cười vừa quay vào bưng một hũ rượu lớn và lấy ra ba cái bát lớn ba đôi đũa thái hai đĩa thịt khệ nệ mang ra rồi rót bốn năm lượt rượu đưa ra mời khách uống. Đoạn rồi quay vào bếp bưng bánh ra bày lên trên bàn. Hai thịt công sai vớ được liền nhến gấu ăn ngay không hỏi han gì cả. Bó tòng cầm cái bánh bẻ ra xem rồi hỏi mụ nhà hàng rằng bánh này làm bằng thịt người hay thịt chó? Mụ nhà hàng cười khanh khách đáp rằng ngài nói đùa gì vậy? Đời này làm gì có bánh làm bằng thịt người hay thịt chó? bánh của nhà tôi mấy đẩy này đều làm bằng thịt bò cả. Oh, xưa nay tôi thường có đi lại đám giang hồ, từng nghe nói ở chỗ thập tự pha này không ai dám đến bao giờ cả. anh nào béo là đem giết lấy thịt làm bánh bao, mà anh nào gầy thì trôn lấp đi. ôi oh, chết nỗi, các ngài nghe nói ở đâu thế? chắc là ngài bịa ra rồi. Oh, không phải, vì tôi thấy miếng thịt ở trong cái bánh này có mấy cái lông hơi là hơi hơi giống nên tôi càng ngờ lắm nói xong lại hỏi luôn rằng này nương tử phu quân của nàng sao không thấy ở đây thường ngày đàn ông nhà tôi đi xa vắng chưa về nếu vậy nàng ở đây một mình có lẽ buồn lắm nhỉ mụ chủ hàng mỉm cười rồi nghĩ thầm <laughs> cái thằng tủ này muốn chết trắng đến đây lại toan đùa bỡn với bà thật là thí thân vào lửa chả còn trách nỗi tại ai nữa để ta liệu cho. Mụ nghĩ vậy liền bảo với võ tổng rằng thôi thôi thôi, đừng nói đùa nữa, hãy uống mấy bát rượu đi. Rồi ra đằng sau mà nghỉ ngơi. Hôm nay muốn ngủ ở đây, nhà tôi cũng rộng, không quan gì cả. Võ tổng nghe nói đoán chắc là bà chủ quán này nham hiểm không vừa, liền đáp rằng này nương tử, rượu này nhạt lắm. Trong nhà có rượu nào ngon thì đem ra đây. Vâng vâng vâng, có rượu tốt ngon hơn, thơm hơn nhưng chỉ có hơi đục một chút thôi ờ được 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 càng đục thì càng hay mụ chủ quán cười thầm trong bụng rồi lấy một bình rượu đục đem ra võ tòng xem xong khen rằng ờ rượu này mới là rượu ngon nhưng phải hâm nóng lại mới tốt vâng 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 thế thì ngài sành lắm để tôi đi hâm nóng cho nói xong cầm bình rượu quay ra thằng tủ này phải chết uống thuốc mê lại đòi uống nóng thì ngã càng nhanh hôm nay may mình được món hàng tốt. Khi hâm rượu nóng xong rồi, rót vào ba bát mang ra, rồi cười nói rằng, Ngài thử nếm xem rượu này có ngon không? Hai tên công sai vớ được rượu thì nhắm mắt vào uống ngài. Võ Tòng lại bảo rằng, thịt hết rồi, tôi không quen uống rượu suông Bà thay ít thịt nữa ra đây, cho tôi nhắm rượu. Mụ kia vâng lời quay vào. Võ Tòng liền cầm chén rượu hắt vào trong tường rồi giả vờ tặc lưỡi khen rằng ồ ngon thật ngon thật nhưng mà bốc lắm thì phải ngụ chủ quán thấy võ trọng khen vậy chắc rằng đã uống rồi nên không thái thịt nữa liền quay ra kêu lên ngã ngã này quả nhiên vừa nói xong thì hai thân công sai đờ mồm nhắm mắt rồi ngã lăn xuống đất võ trọng cũng lờ đờ hai mắt rồi sau nhắm mắt lại mà ngã lăn ra bên cạnh ghế Bây giờ mụ chủ hàng cười ha hả ra. Ha, 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 ha. được lắm, được lắm. Cho bay tinh bằng ma quỷ, cũng phải uống thuốc rửa chân của bà. Nói đoạn liền gọi tiểu nhị, tiểu tam, mau ra giúp. Thì chợt thấy thằng Xuân Hán ở đâu huỳnh huỳnh chạy đến, khen hai tên công sai đi trước. Mụ chủ quán chạy đến chỗ hàng, sờ vào bao phục của họ, thì thấy sẵn có tiền ở trong đó, liền phá liền cười. cười hôm nay vớ được ba bón hàng hóa đủ làm bánh bao trong hai ngày nữa rồi lại được bón tiền này nữa nói xong xách cả khăn gói bao phục vào lối trong một lát thấy hai thằng xuẩn hán chạy ra khanh võ tòng nhưng vì sức yếu không thể nào khanh nổi Một dù quán thấy vậy liền quát lên rằng ôi đồ chết dẫm chỉ biết ăn thôi không được cái việc gì cả có thế mà cũng phải đến tay bà làm Thằng béo này lúc nãy, để còn dám đùa với bà đây. Được, nó béo thế này để làm thịt bò. Còn thằng gầy kia thì làm thịt trâu cũng được. Hãy vác vào, làm thịt thằng này đã. Nói đoạn lên quý xuống, cắp bổng võ tòng lên nhẹ như không. Võ tòng thừa thế ôm lấy bụng người đàn bà, rồi cho hai chân xuống, đánh vào khẩu chân mụ kia một cái ngã ngửa hẳn ra, rồi ngồi tót lên trên. Bây giờ, mụ chủ quán kêu lên như cháy nhà, rồi thấy hai thằng xuẩn hán kia đổ xô ra bị võ tòng quát một tiếng anh nào anh ấy tái xanh mặt lại mà không dám xông vào nữa mụ chủ quán bị võ tòng nén giật xuống đất không sao cựa quậy được vừa lúc đó có một chàng gánh củi đến trước cửa nhà rồi bước vào trông thấy như thế liền kêu lên ôi xin hào hán bất giận hãy tha thứ cho tôi sẽ thưa chuyện hầu ngài các bạn vừa nghe nguyễn thanh đọc truyện thủy hử một danh tác cổ điển của trung quốc tiết mục đọc truyện đến đây tạm dừng thân ái chào các bạn